Nam Giang xuống bắt con lùa bò nuôi. Mời cô chú bác Điền xa có mua bò ngày xưa hình khởi 03951 đó có 767 tại bò chú chín. Anh lại anh mở cửa anh. Hồi nãy cái ông kia ông rồi bắt con bò đó đó. Ai biết anh cứ đổi đổi. Đút xa rồi chết nha, bò nó bê cơ bắp rồi đó. Con biết bê cơ bắp á. Con biết. Ơi, con đó nó ngon hơn hàng kia nữa đó. Con cơ bắp rồi đó. Cái đùi thấy nó lạnh không? Trời ơi. Ừ cho anh sàn nè. Giò cắn tay trong luôn thấy không? Mắc cười anh thiệt chứ. Đổi đổi đi. Tôi có mấy cho anh vậy tức chơi mà. Đổi đổi à, cũng dẫn nào dẫn. Cặp bây giờ chắc vô hàng 7 không vậy? Hả? 7 gì? 70 triệu không có trong này bây giờ. Bây giờ hả? Trời ơi, em kêu anh bao bắt hết luôn nè, em để 28 triệu. Này luôn á hả? Ừ. Yeah. Trời ơi, anh nói gì vậy? 28 triệu bò lỡ đó. Sẵn xe lên luôn. Sẵn xe lên hết luôn bò bự gì luôn. Hỏi lên hết luôn. Lên rồi gắt. Lên rồi đi rồi gãy gom. Ừ, lên đã này rồi, rồi anh đưa lại 5 cục gom nha. Cứ mãi em 5 cục gom nha. Có không? Trời ơi gì. Ờ gì tôi hối nó coi. Viên tới chưa? Hả? Ừ, giết nha.
Mày giết anh đợi, anh đợi anh đi luôn nè. Chứ thôi. Ờ anh đợi luôn thôi, tôi nói làm gì. Biết không? Đâu nhầm vậy? Chút hết à? Không, nó tê vợ, đứng chút hết rồi. Có thấy không? Có thuốc trong em chích mũi thuốc rồi nó bị hoài nó bị hoài không vậy chứ hỏi đứng được hả đi được à kiểu như mình vậy hồi sáng em nó bị búng cái em ngồi chỗ luôn.